Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cái bộ trang phục trái tim mãn nhãn của chị Nhện cho các anh em cùng xem. Hình như là dưới cổ của bà chị này có cái trái tim ấy. Đấy. Mình dịch Google thì tên là thế. Còn sang tuần sau nếu như là mà NE dịch ra như thế nào, chúng ta sẽ đổi tên sau. Nhìn trên bụng, trên cái lưng của bà này cảm giác giống y như là một cái nồi than để nướng BBQ, thịt nướng, tôm nướng, làm bún chả. Mới đầu vô nhìn cái trailer là đã thấy hấp dẫn rồi. Nhìn nóng bỏng quá trời luôn. Ok, và mình sẽ chơi ở trong chế độ Tarot nha. Thường chơi rank tại nick của cái bạn này ở bên Trung thì rank của bạn này khá là thấp. Chơi thường thì nó kiểu vô đập pẹt 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 nhanh lắm, nó không có cảm giác phê gì cả. Rồi, các bạn thấy không? Nhìn khá là giống bông hồng, nhưng mà xương xương tổng quan thì cứ khác gì cái lò nướng đâu. Cái bếp nướng đầy than, rất là nóng, thật sự nóng. Giờ chẳng qua là đang dịch cho nên là mấy quán ăn đồ cũng không thể mở cửa được. Và tâm hồn ăn uống của mình đương nhiên là cũng sẽ phải khép lại cũng khá là nhiều. Cho nên là cái việc ăn uống còn lâu được đi, thật sự luôn. Đầu tháng 3, tháng 4 bọn mình còn hẹn hò thi xong là sẽ rủ nhau lên Aeon. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn Kichi Kichi. Nhưng cuối cùng tất cả mọi thứ đều tan vỡ hết. Đến thèm đến nỗi mà còn inbox cho fanpage hỏi là anh ơi, bên quán mình dịch về có mở Kichi không? Thì ảnh bảo không. Trời ơi trời. Này thì sân si này, đánh để mở kỹ năng nha. Team mình thì vua chính là dã nhân rồi, nó cũng khá là nhàn. Bởi vì ông này ông ấy chỉ cần nghỉ heo đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn mọi thứ nó sẽ rất là đơn giản, đi rất là nhanh luôn. Ui, lùi về không? Không à? Từng lùi về. Chạy nhanh lên. Trời ơi, cú kìa. Không sao nha, có cú mình vẫn đánh. Đánh để lấy kỹ năng, đánh để lấy tiền. Không thể bỏ qua được bất kỳ những cái trường hợp nào được, cứ miễn đánh là được. Chị nghề này không có chơi được ở trong chế độ quả cầu pha lê. Mình cũng hơi rầu. Tưởng vô được thì nhổ một lúc 3 miếng tơ cũng được ha, hoặc là tiết kiệm tơ đi một chút. Tơ bọn này nhỏ giọt quá, xài nó kiểu vẫn phải tiết kiệm, nó không có được xả láng. Giống y như là ở quê xài nước vậy á, tương đương vậy. Này, cho đi luôn. Ở thành phố thường thường là sẽ đa số là xài nước máy. Còn nhà nào có đào giếng được, có sân đồ đào giếng được thì đào. Chứ xài nước máy nhiều khi đau lắm mọi người, đau túi, đau bóp. Cứ mỗi tháng là xài rất là tiết kiệm, không là mọi thứ chi trả rất là cao. Liều thật. Mình sẽ ngăn chặn sự sung sướng của chàng tiên tri lại. Nhện thì rất là đã rồi, các bạn chỉ cần chăng tơ khắp nơi thôi. Và nó cũng gây ra những cái tổn thất khá nặng nề về tốc độ di chuyển và tương tác địa hình đối với survival, nó sướng. Tuy là tơ thì nhiều khi mình cứ nhả bừa phứa ra thì nó sẽ rất là phí. Cho nên là mình xài thì nó tiết kiệm một chút là được. Trời ơi, cái gì đấy? Trời đất ơi, chạy đi ạ. Chạy nhanh lên. Hết tơ rồi. Buồn ghê. Có ông tiên tri kìa. Đã thế thì mình thịt luôn. Mệt quá. Nhúc nhá lúc nhúc. Trời ơi má ơi. Cái bé hươu này nhìn cứ giống y như là một cái con bé hươu làm bằng sắt. Rồi thôi xong, tẹt rô này. Đó, dính tơ mà. Làm sao có thể thoát được. Sao ạ? Mấy bạn kia có súng không ạ? Ra đây đi nào. Nhà côn trùng học đâu nào. Trời ơi, ăn sọ kìa má.
Giời, ông bên là ông làm như dễ lắm. Tôi me hết rồi ông ơi. Cái lọ thuốc màu đỏ tía này hình như là thuốc nó làm cho mình đỡ bị stun nhiều. Chị Mỹ Nhân đi đâu đây? Hello. Giờ làm sao ạ? À? Đã đầy máu rồi. Ra đi, ra đây. Úi giời ơi. Không biết đi hướng nào luôn. Vào trong góc kẹt đó thì đi đâu? Này. Vào góc kẹt đó rồi thì muốn đi đâu? Thanh niên kia cầm quả súng đúng khét luôn ấy. Coi cầm quả súng kìa. Đậm chất mẹ nội luôn. Con nhện này thì mình thấy khá là nhiều người chê, bởi vì thấy nó lùn lùn, nhìn nó cứ bị bé bé thì sao. Nhưng mà Hunter cao quá thì cũng khá là khó để chơi. Ví dụ như là Percy ấy. Làm sao ạ? À? Bạn muốn ra đây không ạ? À? Bạn ơi. Không thấy à? Thôi mình treo bóng. Rồi. Ok luôn. Giờ bắn súng không? Ra bắn đi này. Đứng cho bắn luôn. Dã nhân của mình. Ôi. Sao hai đứa này nhìn nó nguy hiểm thế? Nhìn nó quá sợ. Ui. Né một cây mà vẫn không kịp. Chết luôn đi. Bà gãy bọ ngay cửa sổ, bà làm như là mình hết đường mình đi ấy. Nhấc lên. Rồi đi chiến đấu đi. Gì đây? Trời, Hương Sư thấy xong quay xe luôn. Cố lên bạn ơi. Ô chết. Dã nhân của mình lên ghế lần hai rồi. Đài. Ơi. Trơn. Lại không cú nữa. Ui ôi ôi, hai ông bà chui vào đây là hai ông bà hết đường đi à. Xong ạ. À. Chị thích vô kén không? Để em nhấc luôn. Nhét một kén nha. Yeah. Ô, dã nhân của mình vẫn được ai cứu? Hai mỹ nhân cứu. Toàn là nhân không. Ok, và các bạn được chuyển kênh nhá. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Một bộ trang phục khá là lộng lẫy ở trong cái chế độ này. Rất là đẹp. Cầu đợt này mình chỉ thích mỗi chị nhện thôi. Giờ thì mình sẽ chuyển sang Quickmart cho các bạn xem nha. Đi rank thấp nó cũng khá là sướng. Vô vả bép bép rồi. Mình thì lên đi rank được lên Manti rồi. Lâu lâu từ khi lên Manti cũng khá là lười. Bây giờ tập trung chủ yếu chơi sơ là nhiều. Còn đối với những ngày nào mà kiểu chơi một mình, không có ai chơi cùng thì mình sẽ đi hân. Đi hân thì thua hay không là do mình thôi. Cũng không cần phải ai tác động qua lại cả. Nhiều khi quá chủ quan thua xong đâm ra là bản thân mình cũng hơi buồn. Nhưng mà thôi kệ, đó là do mình. Trách nhiệm của mình, không phải do của đồng đội. Nên là mình cũng có gì đó tự buồn thôi, chả cần nhờ ai. Trời, họa sĩ kìa. Đúng rồi, ui, ông họa sĩ kìa. Ờ, ghê, ông thì ghê rồi. Này. Mang phấn khích cho nha. Cất cái tranh đi. Mình giết ả ấy trước. Ả bác sĩ là một, thứ hai là ả nữ chủ tế. Không giết không được. Công trình bắt tụi nó đâu có dễ đâu mọi người. Giờ mà hở tí nữa chúng nó lại đi gọi vòng xanh với nhau lại đầy máu. Tội gì, bắt luôn. Tơ nữa nè. Pẹt. Đã ghê, cứ mỗi lần bà này bà đánh xong là bà cứ hí hí lên vui. Giọng giống y như là một cái con phù thủy.
Đợt này thì mình chỉ có một bộ trang phục này để review thôi. À, còn lại thì chắc phải sang tuần sau. Đứa nào đi qua ở đây muốn cứu ghế là phải đi qua cái tờ của mình. Nghe tai thôi mà không thấy ai. À đây, body block chỗ này xem được không. Ơi, không vô được này. Không vào được. Chị bác sĩ đi đâu rồi? À, đi đường bên kia. Đây, mình luôn welcome. Mình luôn chào đón chị bác sĩ. Thương lắm luôn. À đây. Trời ơi. Cái chỗ này nhiều khi cũng hay lẫn lộn lắm nha. Lắm khi bấm nhầm và đập ván ấy. Cứu ghế xong ấn nhầm đập ván vui xỉu. 59, 60, vô tơ. Quá đã luôn. Mình thấy Hunter thì cũng có khá là nhiều cái nhân vật về động vật rồi. Nhện này, rồi bonbon là chính cột đúng không? Rồi rắn này. Rồi chỉ cá diên chiên. Ai nữa không? Mèo An cũng có đúng không? Trời ơi quá trời luôn. Thường thường thì mình thích coi thế giới động vật về mấy cái loại nhân động vật mà nó mang lọc độc ở trong người hơn. Nhìn coi nó kiểu nó ác á, nó có cái hình thù nó cũng khá là thú vị. Như là bọ cạp, rắn này, rết này. Ba con ếch mặc dù mình cũng thấy gớm gớm nhưng mà tụi nó có độc ở bên rừng Amazon thì cũng khá là thích để coi. Chứ mình không thích coi mấy con hổ, con báo được đâu nha. Nghe hay thế. Coi mấy con hổ, con báo đời sống nó nhạt nhẽo. Mà công nhận là người ta cũng bỏ khá là nhiều thời gian, công sức, tiền của rồi cả tính mạng của mình để vô những cái khu rừng nguy hiểm vậy để mà quay từng chi tiết luôn. Sợ thật. Nể nhất là vẫn quay được những cái con động vật côn trùng rồi thôi. Con rắn, con rết đồ. Trời úi giời, úi giời. Tôi chờ phấn khích nãy giờ đấy. Chờ bật phấn khích nãy giờ. Cất cái tranh đi dùm. Chị Mù, đây. Chị Mù ơi. Đây rồi. Giết ả bác sĩ trước. Rồi đến lượt ả Mù này. Mà thôi. 62. Rồi cho ả này vô. Cho ả thăng thiên đi. Ả này ngồi ghế mệt mỏi lắm. Rồi bác sĩ bay rồi. Chết trong tơ quá sướng. Rồi đi kiếm ả Mù nữa là xong. Đây rồi, dấu chân đây rồi. Ngày xưa mình chơi mình cũng chả biết dấu chân là gì cơ. Xong rồi sau này nhiều bạn chỉ mới biết. Chứ đi giết người toàn theo cảm tính. Mà lúc mới chơi chắc chắn toàn gặp boss thôi chứ làm gì gặp người. Giết được boss cảm giác nó phê. Hiện tại thì trong cái kênh của mình vẫn còn một cái clip mình chơi Hunter mình gặp boss ấy, nhìn buồn cười lắm. Giờ mình coi mình cứ thấy mình buồn cười. Rồi cho vô tơ nha. Nhìn lên chờ không nhìn được xung quanh. Tội bà Mù quá. Bị tiêu hóa nó mới xẹp lép vậy đó. Ok và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình. Và cảm ơn Amelia đã ủng hộ mình cho mình mượn trang phục này để review sớm hơn cho mọi người cùng xem. Và bye bye mọi người.